Mã Long! Hoa Hồng! Mã Long! Anh ra đây cho tôi! Hoa Hồng! Giờ cô là đại thiếu phu nhân nhà họ Điền rồi, đừng đến đây tìm Mã Long nữa. Tôi đến để cắt đứt quan hệ với Mã Long. Mã Long! Mã Long! Đến đi, tôi liền gọi anh hả? Hoa Hồng! Anh có biết là rượu của năm nào không? 3 năm trước. Là hũ rượu em đã ngâm lúc anh đi đó hả? Đúng. 3 năm trước tôi ngâm hũ rượu này để gả cho anh. Hôm nay tôi đem nó đến đây. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ. Hoa Hồng! Mở lòng anh nghe cho rõ đi. Từ nay về sau, anh cứ làm ông chủ bán rượu, tôi sẽ là trưởng quầy điền ký. Anh dám đối xử không tốt với Tú Liên thì đừng trách tôi trở mặt với anh đó. Hoa Hồng! Hoa Hồng! Không được đi. Sao vậy? Anh phải giải thích rõ ràng với cô mới được. Anh về đây. Giờ cô ấy đã là người của nhà họ Điền, anh còn gì để nói với cô ấy nữa? Tuyệt đối không được làm những việc ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Vậy em nói anh phải làm sao đi? Em nghĩ chắc anh biết nên làm thế nào. Anh đừng quên thân phận của mình đó. Đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta, chân trời góc biển, bất chấp gian nan, mãi không xa rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Không bao giờ xa nhau. Không bao giờ xa nhau. Anh có thể vì lợi ích bản thân mà bỏ đi như vậy? Nhưng cả đời này của anh cũng sẽ bị lương tâm khiển trách đó. Anh biết không? Đi thôi. Lúc nãy anh còn bất chấp gian nan chân trời góc biển mà. Anh xin lỗi. Hoa Hồng, anh xin lỗi. Bà kể tôi. Từ đây. Mã Long, anh đừng tưởng chỉ có mình anh đau buồn, em cũng đau buồn vậy. Hoa Hồng, anh có lỗi với em. Anh có lỗi với em. Hoa Hồng, anh có lỗi với em. Anh có lỗi với em, Hoa Hồng. Cảm ơn anh Mã Long. Mọi thứ anh đã gánh chịu hôm nay, sau này nhất định sẽ được lý giải và cảm thông.
Cha, cha thấy rồi đó. Giờ con đã làm trưởng quầy của xưởng rượu Đường Tống. Xưởng rượu Đường Tống đã được vực dậy rồi. Cha yên tâm, con sẽ không làm cho cha thất vọng. Mộ cha Hoa Thất Cân, con gái Hoa Hồng Kính Lập. Chị Hoa Hồng, đại phu à, ông xem chị dâu tôi không bị gì nghiêm trọng chứ? À, bệnh của đại thiếu phu nhân không nghiêm trọng lắm, chỉ là lao lực nhiều ngày lại đau buồn quá độ, giờ còn bị thêm cảm lạnh nữa nên mới ngất xỉu. Cũng may cơ thể đại thiếu phu nhân khỏe mạnh, nếu có thể giảm bớt lo âu, yên tâm nghỉ dưỡng, mấy ngày sau sẽ khỏi bệnh thôi mà. Mời. À, cậu đi bốc thuốc theo đơn của tôi là được. Dạ được, cảm ơn ông, đi cẩn thận. À, được. Anh ba. Em đi đâu ra đây vậy? Sao anh cứ suốt ngày qua phòng anh hai hoài vậy? Vì chị dâu bị bệnh rồi, anh vừa tiễn đại phu đi ra ngoài. Cô ta bị bệnh thì phải để con bạc tới chăm sóc chứ. Còn có em và mẹ nữa mà. Dù sao cũng không tới lượt em chồng như anh chứ. Nam nữ thọ thọ bất thân, anh đừng để mấy người hầu nhà mình lời ra tiếng vào đó, để người khác chỉ trích sau lưng nhà mình. Em nghĩ cái gì vậy? Anh hai có ngày nào ở nhà đâu. Em thì anh không nhờ được. Vậy thì phải làm sao? Anh nói em nghe Minh Mị, chị dâu đã gả đến nhà chúng ta thì là người nhà của chúng ta. Em phải tốt với chị một chút chứ. Trời ơi anh ba, anh học đâu ra cái thói dạy dỗ người khác vậy? Con bạc điền đó hình như mấy ngày rồi không về nhà, chắc là vẫn chưa thua hết số tiền trong tay. Thật ra chị dâu cũng khá tội nghiệp, có một người cha cờ bạc cũng xui xẻo lắm rồi, giờ lại gả thêm cho một người chồng mê cờ bạc. Cái này là định mệnh đó. Ai biểu cô ta có người cha mê cờ bạc? Ê, chứ trời ơi, để mà Mỹ thua à. Cô ta cho con bạc điền thủ căn này. Trời ơi thôi đi mà. Em nói cho anh biết, đây chính là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Ôi, gả cho điền thủ căn thì phải một lòng một dạ chịu đựng anh ấy cờ bạc thôi. Minh Mỹ, em có thôi đi hay không? Em thích chỉ có anh ba là tốt thôi. Vậy thì em phải nghe lời anh ba. Anh nói cho em nghe, chút nữa anh đi bốc thuốc cho chị dâu, em vào phòng chăm sóc cho chị nha. Em biết rồi. Chúng ta đem nhiều đồ cho lão Tăng như vậy, chắc em mới vui lắm. Đại cha, mua nữa con không cầm hết đâu. Tôi bán cái gì mà đại cha? Gọi cha đi. Dạ. Ghé mua ủng hộ, ghé mua ủng hộ. Đây cũng là món lão Tăng thích ăn. Ông chủ, cho một phần. Cha, cha có thương con không? Cái đây. Lâu quá không gặp ha. Cái xanh đây. Hai phần. Cảm ơn cha. Nấu bằng lửa nhỏ, nhớ nghe. Cảm ơn. Mua đi, mua đi. Giải đây, giải đây. Thuốc lá đây. Ai mua giải hơn? Ai thuốc lá hơn? Thank you.
Đặt tiền ra, nhanh lên. Tài, ở đây hai chung trà, chuyện gì đâu? Hai chung trà, nhanh lên. Quý khách muốn tự chơi với nhau hay là chúng tôi tìm vài người chơi cùng quý khách? Tôi tự chơi. Tôi sẽ đem trà tới ngay, chờ chút nha. Phòng số 3, đem trà lên. Còn chờ gì nữa hả? Đứng lại, làm gì vậy? Tôi tìm Thẩm Gia Môn. Cái tên Thẩm Gia Môn là để anh gọi hả? Thẩm Gia Môn! Đừng gọi nữa. Thẩm Gia Môn! Đứng lại! Đứng lại! Thẩm Gia Môn! Ai là ông sông vậy? Mau! Trần Tâm Pháo vào thành rồi. Trần Tâm Pháo vào thành à? Phải, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ bước vào sông Bạc Phúc Lai Thịnh. Có mấy người? Có 5 người. Dẫn theo 5 người mà dám vào trấn Tân Phố hả? Đến chịu chết đây. Người đâu? Dạ. Kêu một người tập hợp. Các anh em, tập hợp. Dạ. Tư lệnh à, sông Bạc Phúc Lai Thịnh đó nợ tiền chúng ta 3 tháng nay rồi không chịu trả, hay là giờ qua đó thu luôn? 3 tháng à? Đúng rồi, tôi hối nhiều lắm rồi mà không chịu đưa. Tôi nghe nói cháu ông ta về làm bí thư chính phủ tỉnh gì đó. Đúng là khốn kiếp. Mẹ Trương. Dạ, tiểu thư. Sao còn chưa xong cơm trưa nữa vậy? Sắp xong rồi. Hôm nay ăn gì đó? Rau cần với măng. Sao toàn là rau củ không vậy? Lâu lắm rồi không được ăn thịt, ăn tới ngán tận cổ họng luôn. Tránh ra. Làm gì vậy anh ba? Nè, anh đi đâu vậy? Anh nhìn thấy Trần Tam Pháo, hắn ta ở sông Bạc Phúc Lê Thịnh. Anh báo cho Thẩm Gia Môn biết rồi, đội bảo an sẽ tới đó ngay. Nè, khoan đã, em đi nữa. Em không được đi, em là con gái mà tới đó làm gì nè, mẹ Trương? Anh, nó. Anh à, tiểu thư, cô không ba, có được đi. Mẹ Trương à, tiểu thư buông à, cô không được đi, không được đi đâu. Cô mà có chuyện gì thì cô dám phải làm sao đây, tiểu thư? Mấy người làm gì vậy? Buông ra, buông tôi ra. Mau lên. Nhanh lên chút nữa. Nhanh lên. Đặt đồ bỏ tay ra. Ê, đến rồi, dừng lại. Nhanh lên, Qua đây. Nè, em coi, chồng em ăn nhiều tiền như dạ, thế nào nha. Mẹ con. Nhanh lên. Nè, đây là vợ của tôi, Qua Hồng. Qua đại bổn sự. Nè, đặt tiếp nha. Hôm nay may mắn chơi hết. Chơi nữa. Nè, đặt đi. Đặt tiếp đi, nhanh lên. Tôi đặt tài nha. Tài. Nè, Qua Hồng, nhìn đi. Tài. Tài nha. Mở lên. Sông Bạc Phúc Lai Thịnh. Mau dây lại. Chỉ được vào không được ra. Lên, mở lên. Đặt tiếp đi. Ai vô vậy? Ai vô đạp cửa cái rầm? Có chuyện gì vậy? Lính tới. Đừng dừng lại, chờ tiếp đi.
hả? Rồi, rồi, ôi trời ơi, tư lệnh thẩm, sao hôm nay anh rảnh rỗi tới đây vậy? Bỏ tay ra, xong bỏ tay ra. Đặt tiếp đi, đặt tiếp đi. Đặt nhanh lên, có chuyện bỏ lỡ đó. Nhanh lên đi. Pha bình trà Long Tỉnh ngon nhất cho tư lệnh thẩm đi. Không cần đâu, uống trà thì tôi đến quán trà rồi. Rồi, ai đặt tay? Đặt đi, đặt đi. Đặt tay nha. Ủa quà. Tài xỉu, tài xỉu, tài xỉu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đặt đi, đặt xong bỏ tay ra, đặt xong bỏ tay ra. Đặt đi, đặt đi. Rồi, đặt đi, đặt đi, đặt đi. Đặt đại ca, bên dưới của mai phục chúng ta bị bao vây rồi. Đặt đi, đặt đi, đặt đi, đặt đi, đặt đi. Đừng ngủ tử. Dạ. Tay, xong chưa, xong chưa? Tay, xong chưa? Tay, xong chưa? Tay, nè, tôi đặt tay nữa nha. Lâu quá. Nè, hôm nay chơi xuống sát cho mấy người luôn. Nè, tôi đặt biết. Tôi đặt biết nha. Hết tiền thì bỏ quá trời. Tay nè, tay nè, tôi đặt tay luôn nè. Dạo này chủ ông không có ai đánh nghi vào đây chứ? Không có, không có. Có anh chống đỡ mà. Vì sao bọn họ dám mò tới đây để bị bắt chứ? Tôi không có nói mấy tên trộm kia. Tôi đang nói thổ phỉ. Vậy càng không có. Có anh ở thị trấn, họ càng không dám đến đây. Nào, nào, nào. Đi. Nè, 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 chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Còn tiền cứ gì đặt. Đặt lớn thì trúng đến thôi. Mấy hôm trước, cháu tôi là bí thư của chính phủ tỉnh, vừa đến trấn Tân Phú. Nói nơi đây an ninh lắm. Tôi nói điều gì tư lệnh thẩm quản lý tốt thôi. Ồ, cháu ông làm bí thư chính phủ tỉnh rồi à? Ai cũng nói nó có tiền đồ lắm. Vậy thì từ nay tôi phải nhờ ông giúp đỡ rồi. Không dám, không dám đâu. Không dám tư lệnh à? Không dám, không dám, không dám tư lệnh. Tư lệnh, tư lệnh, không dám mà. Thấy chưa? Ông biết tôi ghét nhất là cái gì không? Còn tiền đặt ra, còn tiền đặt ra. Tôi ghét nhất là ai nói với tôi quen người cấp trên để mà ép tôi. Tiếc đầu độc, tôi mà tìm được thổ phỉ ở chỗ của ông thì tôi sẽ cho kết tội thông đồng xử bắn ông luôn. Đặt nhanh rút tay, đặt nhanh rút tay nè. Đặt lớn, rút lớn. Đặt đi. Nhanh lên. Cha, để lên. Thẩm gia môn đang lên đây. Đặt đi. Đặt xong bỏ tay ra. Đặt xong bỏ tay ra. Đặt đi, nhanh lên, nhanh lên. Đặt xong bỏ tay ra, đặt xong bỏ tay ra. Đặt cái gì, đặt cái gì? Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Vợ ơi, em sao vậy? Anh cứ mặc suốt ngày ở đây, đàn ông con trai mà không chịu làm việc. Anh có về nhà không? Trời ơi. Thôi, thôi, thôi. Có về nhà không? Về, về. Có về không? Tất cả đứng yên. Lúc nãy ai chọi tôi vậy? Hả? Ai chọi tôi? Tôi. Qua bổn sự à, cô nữ tính một chút được không? Cô suốt ngày không phải uống rượu say xỉn thì mò tới sòng bạc chơi bời. Cô còn làm thêm chuyện gì đồi phong bại tục nữa không? Tôi tới dẫn chồng tôi về nhà, liên quan gì tới anh? Xử lý chồng cô thì về nhà mà xử, đừng làm mấy chuyện xấu hổ ở bên ngoài. À, anh em cưới được cô vợ ngon nha. Nhìn đi, tư lệnh thẩm đến đây bắt người cờ bạc kìa. Còn không mau đi đi. Tư lệnh tôi không phải đến bắt cờ bạc. Muốn chơi thì cứ chơi tiếp nha. Mấy người đội nón, cởi nón xuống hết. Tại sao cô đánh người? Điền thủ căn, anh ta dê vợ anh kìa, anh mặc kệ sao? Trời ơi, cô ta vu khống tôi anh đó. Anh ta dê vợ anh,
Anh mặc kệ sao? Đứng đó làm gì? Cái thằng dễ sợm dám về vợ của tôi hả? Không biết xấu hổ dữ vậy. Tôi bóp chết anh bây giờ. Đúng là dám về vợ của tôi hả? Tôi không có làm. Đồ đáng chết. Tôi không có làm. Đánh đi, đánh đi. Trời ơi. Dám về vợ của tôi hả? Tôi đánh chết anh bây giờ. Cậu tưởng dùng cậu dây là phụ nữ sao? Dám về vợ của tôi hả? Đó là con cục cái đó. Đánh vô chết. Dây sộm nè. Đánh đi. Đánh vô. Đánh đi hay lắm. Đi. Cái thứ khốn kiếp này. Đánh đi. Đánh chết anh bây giờ. Đánh đi. Dám về vợ của tôi. Tổ phỉ chạy rồi. Đuổi theo. Đuổi theo. Bắt hắn lại. Người đâu? Bắt được chưa? Hai người tới đây làm gì? Chồng ta pháo đâu? Chạy rồi. Chạy rồi hả? Vậy thì đuổi theo đi. Tôi đang đuổi theo thì gặp hai người đó. Đuổi theo, mau lên. Mau lên. Minh Mỹ, nhỏ con mà lợi hại ghê, giống như Hoa Mộc Lan vậy. Tôi rất thích. Đồ biến thái. Nếu như mà anh bắt thổ phỉ cũng giỏi như cái cách mà anh chọc ghẹo con gái thì có lẽ tôi sẽ xem trọng anh hơn. Hãy chờ đó. Mau đuổi theo đi. Hoa Hồng, sao hai người lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Thủ tài, cậu làm gì vậy? Tôi tới giết Trần Tam Pháo. Trần Tam Pháo? Ở đâu? Hắn chạy rồi. Hoa Hồng, cô biết thuật biến hình hả? Lúc nãy cô còn ở trong nhà, sao chớp mắt một cái là cô xuất hiện ở sòng bạc rồi? Thủ tài, đưa anh hai cậu về đi. Còn dám cờ bạc, coi chừng em xử lý hết đó. Em về xưởng rượu đây. Có tật giật mình. Ê, trời, cô ta tưởng là leo lên đầu anh ngồi được sao? Thiệt tình. Anh hai, mau đi về nhà với em đi. Nhưng mà anh không nghe chị dâu nói hả? Đừng có làm mất mặt nhà mình nữa. Trời, đang chơi cái thằng này. Mẹ, hôm nay tụi con tới sòng bạc bắt Trần Tam Pháo thì phát hiện Hoa Hồng cũng ở sòng bạc. Cái gì? Các con đi bắt Trần Tam Pháo hả? Các con, lỡ mà các con có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không còn muốn sống nữa. Mẹ. Mẹ yên tâm đi, tụi con biết tính mà. Phải đó. Thu Tài à, con từng đi học có học thức, hiểu rõ đạo lý. Mẹ không mong gì ở các con, mẹ chỉ mong các con có thể sống một cuộc sống bình an là được rồi. Anh ba, em cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất là kỳ lạ. Sao Hoa Hồng lại tới sòng bạc sớm hơn chúng ta được chứ? Chắc chắn là cô ta báo tin cho thổ phỉ. Không có chứng cứ, em đừng có nói bậy. Em đâu có nói bậy đâu. Thôi. Điện Minh Mỹ, sao em suốt ngày nói xấu vợ của anh vậy hả? Vợ anh có nhìn mặt anh bao giờ đâu. Ai nói không nhìn mặt anh? Em không biết đó thôi. Hôm nay á, đáng lẽ anh đang thua, nhưng mà khi vợ anh tới thì nè, coi đi, anh đã ăn được gần cả 100 đồng bạc đó. Mẹ, hôm nay có người thua tới mức không còn cái quần để mặc luôn á. Đủ rồi. Thủ căng à, thủ căng. Một mình con mê cờ bạc thì đã thôi, còn dẫn theo vợ tới đó cờ bạc với con nữa. Đi, tới trước bàn thờ cha con kiểm điểm đi. Mẹ. Đi. Mẹ. Đi. Đi đi. Im đi. Mẹ. Về nhà không? Tư lệnh thẩm đến đây bắt người cờ bạc kìa. Còn không mau đi đi. Anh dám giở trò biến thái hả? Anh ta dê vợ anh kìa, anh mặc kệ sao? Tôi không có làm, cô ta vô khống tôi. Anh ta dê vợ anh kìa, anh mặc kệ sao? Tiền ngũ tử.
Tiểu ngũ tử. Dạ. Sao vậy cha? Đi, gọi ông nội con đến đây. Cha có việc tìm ông ấy. Dạ. Đúng rồi. Sẵn kêu ông ấy đem đầy đủ giấy bút mực luôn. Cha viết chiến thư cho sơn trại khác hả cha? Con đừng có hỏi nhiều được không? Đi đi. Con biết rồi. Ê, ê, trời ơi. Cái thằng nhóc thúi này không có mắt nhìn người hả? Có đủ hai con luôn. Đại ca. Hôm nay đại ca sao vậy? Sao xuống núi một chuyến mà như nhặt được vàng vậy? Sao vậy? Nói đi. Hoa hồng đã cứu anh. Cô ta hả? Mà cứu được anh sao? Con nhỏ đó ngoài việc ném đồ đạc ra thì nó đâu có biết võ công đâu chứ. Anh cứu cô ta thì có. Em thì biết cái gì? Thẩm gia môn đến để bao vây anh. Đáng lẽ anh phải đánh với hắn một trận. Chính cô ấy đã giúp anh đó. Ê, nè, người ta thường hay nói cái câu gì ta? À thì đó là một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Trong lòng cô ấy vốn dĩ không hề quên anh. Làm gì vậy? Anh có bị gì không vậy? Con nhỏ như vậy mà cũng làm anh mất hồn sao? Em còn nhỏ thì biết cái gì? Em không còn nhỏ nữa. Anh nhìn em đi. Người ta là đại cô nương rồi. À, đại cô nương, đại cô nương. Nè, 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 em gái, nè, ngồi đi. À. Em gái, gái lớn thì phải gả chồng. À, em mà thấy thích ai rồi, anh sẽ giúp em làm chủ, tìm một nhà chồng tốt cho em. Em không thích ai hết. Không có ai tốt bằng đại ca. Đại ca không phải người xấu chứ. Ừ. À, đại ca thì thấy vậy. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn người ta sống như quá phụ. Chúng ta phải nghĩ cách đưa cô ấy lên núi làm áp trại phu nhân cho đại ca. Anh thôi đi. Chỉ mình anh yêu đơn phương. Giờ người ta là phụ nữ có chồng rồi. Trừ khi anh muốn cướp thêm lần nữa. Ê, không cướp. Lần này đại ca của em tiên lễ hậu binh. Điền Trạch. Có phải là anh không muốn trả thù cho cha không? Điền Thụ Tài, em muốn trả thù cho cha thì rất là đúng. Nhưng mà em cũng biết trên tay Trần Tam Pháo đó có bao nhiêu cây súng, bao nhiêu thuộc hạ không. Em đấu với hắn không phải là trứng gà đấu với đá sao? Không đúng, em ngay cả trứng gà cũng không phải nữa. Cùng lắm là em chỉ là trứng cút thôi. Tại sao cha lại sinh ra đứa con như anh chứ? Anh thì sao chứ? Đúng, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ được cha xem trọng hết. Em chỗ nào cũng tốt, lại còn học giỏi nữa. Từ nhỏ cha đã thương em, chiều chuộng em. Còn anh thì sao? Anh giống như một cái bóng vậy đó. Nhà họ Điền có anh hay không cũng không sao. Khoan đã, em nói với mẹ giùm anh, đừng phạt anh quỷ ở đây nữa. Từ nay anh không cờ bạc nữa đâu. Anh nói anh không cờ bạc, bản thân anh có tin không? Anh... Tôi cũng đâu có tin. Thank you.
sao lại không giết nữa? Mau giết đi. Không được uống rượu, không có hứng giết. Ông muốn uống rượu đúng không? Đúng vậy. Tiểu Ngũ Tử, đi lấy rượu. Rượu đây. Người buồn uống rượu như quá thành giọt lệ, còn ta uống rượu sẽ quá thành dòng văn hay. Đừng có nói nhiều nữa, mau giết đi. Hả? Nói chung thì ông phải giết cho thật rõ ý của tôi. Ông giết là lão tử Trần Tam Pháo cả đời này chỉ yêu một mình cô ấy, cưới một mình cô ấy. Ê, về điều này phải giết cho rõ đó. Dạ, tuân lệnh. Hãy giết đi, giết đi. Mời đại đương gia xem qua. Viết nhanh dữ vậy. Tôi đây đọc hàng vạn quyển sách nên hạ bút như thần. Chữ ông viết cũng đẹp ha. Chỉ tiếc là chúng nó biết tôi, mà tôi thì không biết tụi nó. Nè, đọc cho tôi nghe đi. Trung lệnh. Xin gửi hoa hồng cô nương, quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục, du 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 tai, triển chuyển phản trắc. Gió xuân chỉ ở bờ hồ Tây, trăm hoa đua nở cánh bướm bay. Lòng ta tự trách quá nhớ nhung, ngày đêm chỉ nhớ mỗi mình nàng. Từ khi xa cách nhau, nỗi buồn dâng trào, không thể nào bày tỏ. Đời người ngắn ngủi, nghĩ lại cảnh đẹp đó như một giấc mộng. Nguyện kiếp này luôn có nàng, rất mong được ở bên nàng, không bao giờ xa cách. Nguyện yêu nàng rắn lông đầu bạc, trừ khi mùa hạ có tuyết rơi, trời sập xuống thì ta mới xa nhau. Đại đương gia Đồng La Trại Trần Tam Pháo thân gửi. Ông Nhị Kỷ, ông có chắc là Hoa Hồng sẽ hiểu được và đồng ý chứ? Đương nhiên. Hoa Hồng cô nương xem xong bức thư này chắc chắn sẽ rất cảm động. Trong bức thư này dẫn dắt thơ văn bao gồm cả kinh thư, tống tự, nguyên khúc. Nếu mà ở thời xưa, tứ đại tài tử giang nam gì đó, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn đều không sánh bằng. Đây là thư tình đệ nhất thiên hạ. Được, bỏ bao thư. Khoan đã, thêm cái này vào trong. Cha, đây là thư gửi cho mẹ con. Như vậy không làm mẹ sợ chứ?
Em gái. Cho anh mượn đồ của em nha. Ê, gì vậy? Đứng yên. Để cái này vào trong luôn. Dạ. Ý của đại đương gia là hai con đường cô ấy tự chọn lấy, gả hay không gả cô ấy tự quyết định. Đúng vậy. Tiểu Ngũ Tử. Dạ. Gọi thêm Khổ Qua xuống núi trong đêm, phải đem bức thư này đến nhà họ Điền. Dạ yên tâm nha, đi nhau nội. Hoa Hồng, một người phụ nữ kỳ lạ. Trần Tam Pháo cũng là một thổ phỉ kỳ lạ. Đẹp đôi. Bắt đầu từ bây giờ, cô là áp trại phu nhân của lão tử. Tôi không phải. Lời của cô không có giá trị ở đây. Lời của lão tử nói thì mới tin. Vậy lão tử là thổ phỉ, trái tim thổ phỉ cũng rất nóng, cũng màu đỏ đó. Lão tử không miễn cưỡng cô. Lão tử sẽ chờ. Lão tử chờ được. Chỗ này hả? À. Cái thằng khờ này. Sao ngu? Giờ hiểu chưa? Như vậy mới là thư của thổ phỉ chứ. Tôi có gửi thư bao giờ đâu. Tôi biết rồi. Phải làm cho họ sợ đúng không? Thôi thôi thôi, mau mau đi đi đi. Nó nhiều. Nó sao nhiều vậy? Quá. Điền Trạch. Phu nhân, không hay rồi, phu nhân. Không hay rồi, phu nhân à. Thư ai gửi vậy? Trần Tam Pháo. Gửi cho ai vậy? Chị dâu. Hắn vẫn không chịu buông tha cho nhà mình. Trong thư hắn viết những gì vậy? Không có gì. Hắn dùng kế chia rẽ thôi, không cần quan tâm. Thủ tài, bức thư đó là gửi cho tôi, thì đọc tôi nghe đi. Đừng tốn công phí sức đọc nó làm gì. Anh ba, không tới lượt anh thương Hoa Tiết Ngọc đâu. Phu nhân à, đội trưởng đội bảo an Thẩm Gia Môn phái người đem đến đây một rổ quýt được mua từ Đài Châu vào đây. Có cần đem cho phu nhân coi hay không? Đương nhiên phải đem qua đây rồi, đâu có độc đâu. Người của Thẩm Gia Môn còn nói là mấy ngày nữa nhà họ sẽ mời đoàn kịch tới, muốn mời phu nhân và tiểu thư qua đó xem kịch. Không phải đã có vợ bé tên Phùng Tiểu Bảo rồi sao? Sao hả? Cậu ta muốn đứng núi này mà trông núi nọ sao? Thật là nực cười. Mẹ, đứng lại. Anh không muốn biết trong thư đã viết những gì sao? Bức thư này gửi cho em mà, đâu phải gửi cho anh đâu. Với lại, không phải bị thủ tài xé nát rồi sao?
Em cười cái gì vậy? Chắc anh bị cây súng người ta dọa cho sợ rồi chứ gì. Trời ơi, không thể nào. Em kêu Trần Tam Pháo tới đây, kêu hắn tới đây đi. Tới đây là tôi đánh chết hắn đó. Tôi gặp lần nào là đánh lần đó. Tôi sẽ đánh chết hắn ta.